Lắng nghe hạnh phúc, xin mến chào quý vị khán giả. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9 vào lúc 7 giờ 15 phút sáng. Thưa quý vị, có những gia đình khá giả, đầy đủ về vật chất, nhưng mà con cái vẫn có thói quen trộm tiền của ba mẹ và khiến cho phụ huynh lo lắng, không biết là uống nắng con ra sao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay cùng với tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly, kính chào quý vị khán giả. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi đoạn tình huống sau trước khi chúng ta đến với phần chuyên gia. Cậu Út nhà này sang chảnh quá ha. Điện thoại xịn quá ha. Mới tin luôn. Đâu ra vậy? Điện thoại em mượn bạn thôi à. Bạn nào mà tốt quá vậy? Cho mượn điện thoại xịn dữ vậy? Thì bạn em, nói ra chắc chị biết. Thì nói thử coi chị biết không? Bạn em cả triệu người thì chị biết. Ôi, quan hệ rộng quá ha. Đương nhiên. Bạn mà quen lần cả triệu người. Em mà chị. Dạo này chị thấy em chân diện lắm đó nha. Đồ xịn, đồ hiệu không ha. Tiền đâu ra? Đồ nhái không mà. Nhái cũng tốn tiền vậy? Ở đâu ra em có tiền mua? Thì em làm thêm. Em nhìn nha. Đâu ra? Trời ơi, chị biết cái mặt em quá mà. Em chỉ có đi chơi thêm, rồi hả, lêu lỏng thêm á, chứ không bao giờ đi làm hết á. Ủa, bà chị, bộ chị không biết cái vụ mà ngồi nhà hả, lên mạng thôi cũng kiếm được tiền hả? Nói như em, chắc ai ở nhà người ta cũng lên mạng kiếm tiền hết á. Thì người ta khác, em khác. Mà sao tự nhiên cái bên này hỏi nhiều vậy? Chị phiền thiệt luôn á, chắc cũng nhận. Cái thằng này. Ủa mẹ, mẹ đi đâu về vậy? Mẹ đi ra ngoài mà rút tiền, mua ít đồ. Ủa, trời ơi, con khuyên mẹ hoài à, là để tiền vô tài khoản, mẹ đâu có chịu nghe đâu. Mẹ nói là để trong nhà cho dễ, mỗi lần đi chợ đồ khỏi mất công đi ra ngoài rút, mà sao bữa nay mẹ bỏ tiền vô ngân hàng vậy? Thôi con ơi, mẹ thấy là để tiền ở nhà là không an toàn rồi đó. Là sao mẹ? Nhà mình lúc này làm như có bàn tay nhắm nhúa hay sao con? Nhắm nhúa gì? Ăn cắp giặt á. Bữa mẹ mất cái đôi bông, nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Rồi mẹ để cái bóp ở tủ đầu giường sao, làm như cũng có ai lục lạo lấy. Mẹ nghi bà vú quá. Trời ơi, nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ mất tiền rồi mất nữ trang nữa mà sao mẹ không nói con biết? Thì mà, mẹ có phát hiện hay là có bằng chứng gì không mà mẹ nghi cho vú năm? Mẹ không có bằng chứng, bởi vậy mẹ mới nói. Nhưng mà bây giờ mẹ hỏi con này, nhà chỉ có ba má con mình thôi với bà vú. Mà bây giờ bà vú không lấy thì ai mà lấy, đúng không? Nhưng mà con thấy là chuyện này đáng nghi lắm. Tại vì bây giờ mình không có bằng chứng gì hết á, mà mình nghi cho dì Năm cũng tội nghiệp. Tại vì dầu gì á thì chú Năm cũng làm ở nhà mình từ đó tới giờ rồi, nếu mất là mất từ trước rồi mẹ. Nhưng không được đâu. Ngày mai mẹ cho bà Vũ ba nghỉ. Chứ kiểu này thấy thì sống trong nhà thấp thỏm quá. Mẹ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ mẹ để con đi, con sẽ có cách tìm ra thủ phạm cho mẹ. Út, chị Hai nhờ cái. Cái gì? Chị mới ra ngân hàng rút tiền để làm công chuyện, nhưng mà bây giờ chị phải đi gặp khách hàng rồi, giữ giùm chị nha, chiều giờ chị lấy. Thôi, tiền bạc vậy tự giữ đi, không thôi đưa cho mẹ giữ. Đưa tôi giữ ha, mất công chịu mất cái đổi thừa. Kêu mẹ kìa. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, cái gì vậy hả? Mẹ, con mới rút được số tiền, định là làm công chuyện, nhưng mà bây giờ con đi gặp khách hàng rồi, không có tiện mang thêm nhiều tiền. Mẹ giữ giùm con nha, chiều về con ghé phòng mẹ con lấy. Thôi được rồi, đưa đây mẹ giữ cho. Đúng rồi đó, mẹ cất cho kỹ luôn nha. Dạo này nhà mình mất đồ dữ lắm đó, mấy cái đồ linh tinh trong phòng con mất hoài. Đúng rồi á, mẹ coi chừng bà mẹ vú. Thôi đi, đừng có nói tầm bậy tầm bạ, nghi quan cho người ta. Ủa, mất đồ thì mất đồ, có nghi quan cái gì? Thôi, được rồi, rồi con yên tâm đi, đi đâu dạ. đi, mẹ giữ cho. Thôi mẹ con đi. Ừ. Cất cho kỹ cái mẹ. Mất rồi con ơi. Mất hết luôn hả mẹ? Mẹ không biết sao đó, mẹ cất kỹ lắm mà tại sao lại mất? Nhưng mà con biết á. Ủa, nhà có chuyện gì mà hai người buồn vậy? Số tiền hồi sáng chị gửi cho mẹ đó, bây giờ không cánh mà bay. Chết cha chưa, thấy chưa mẹ, con nói mẹ rồi, con kêu mẹ là cất cho kỹ vô. Vậy mà đó, kiểu này là chú bà phụ và giúp việc nhà mình bà lấy thôi à, chú ai hết trơn á. Mẹ cứ ý kêu đuổi bà đi không đuổi. Cái gì? Sao em nghi cho chú Năm?
chứ ai lấy. Nhà này ba người rồi thêm mà vú năm nữa, bà không lấy không lẽ em lấy, chị lấy không lẽ mẹ mẹ cứ riêng hả? Không có đuổi ai hết á, bởi vì chị biết chính xác thủ phạm là ai rồi. Là ai? Lân. Sao em lấy tiền? Sao em dám ăn cắp? Chị nói gì vậy hả? Ai ăn cắp? Chị biết chị đang nói gì không chị? Chị đã lén cài camera trong phòng của mẹ rồi, chị đã quan sát được em. Dạ, chị biết tất cả mọi chuyện em làm hết rồi. Mẹ. Tại sao con làm như vậy? Hả? Mẹ đâu có để con thiếu thốn cái gì đâu. Tại sao con ăn cắp tiền nhà vậy con hả? Mẹ, nhưng mà con... Em sao? Hả? Đúng rồi. Vậy là ngay từ đầu á, hai người đó nghi em đã ăn cắp rồi đúng không? Mới lén lắp camera như vậy. Trời ơi. Không tin em cái gì? Được rồi, không tin con cũng đi cho mẹ coi. Lâm! Lâm! À, anh Hiếu nè, tại sao là trong những cái gia đình đầy đủ về vật chất thì Thảo Ly nghĩ đâu có nhất thiết là trẻ phải trộm tiền, tại sao lại đi trộm tiền cha mẹ ạ? Chúng ta nghĩ rằng gia đình đầy đủ rồi thì sẽ không có trộm tiền, nhưng thực ra đối với những trẻ khó khăn thì trẻ có một số nhu cầu như mua quần, mua áo, mua giày, mua dép. Nhưng những trẻ mà gia đình đầy đủ rồi, có quần áo, giày dép đầy đủ rồi thì lại có nhu cầu muốn mua điện thoại, muốn mua xe máy, muốn chứng tỏ với bản thân. Thì vậy cái nhu cầu nó luôn luôn nó cao hơn cái năng lực hiện tại. Vì thế cho nên là dù là gia đình khó khăn hay là gia đình giàu có thì vẫn xảy ra cái tình trạng mà trẻ con có thể sẽ trộm tiền. Nhưng mà nói nhỏ, hỏi nhỏ Thảo Ly nè, hồi nhỏ Thảo Ly có bao giờ ăn trộm tiền của bố mẹ không? Trời, anh hỏi nhạy cảm quá, nhưng thú thật là đã từng như vậy rồi. Thảo Ly còn nhớ kỷ niệm là hồi nhỏ trộm tiền làm gì, mua kẹo dừa ăn, kẹo dừa mà hồi mà cuốn bằng cái hình như là cái giấy mà hồng hồng đỏ đỏ anh nhỉ. Lúc đó hình như ngàn mà 5 cái hay 10 cái á. Và cái cảm giác cũng rất là tức cười khi mà nhớ lại, đặc biệt là bị em gái hay là em trai mét lý do là không cho ăn kẹo. Nó cho thấy rằng khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta có những nhu cầu, bởi vì ai cũng có nhu cầu mà, nhưng mà chúng ta lại không có năng lực tài chính. Thế cho nên là chúng ta sẽ nảy đến một cái ý tưởng, đó chính là chúng ta đi trộm. Nhưng quan trọng là gì? Sau cái lần trộm đó, cha mẹ làm gì? Ví dụ như cháu mình ở nhà, có một lần nó cũng có ăn trộm. Mình ngày xưa mình cũng có mà, thì cháu mình cũng ăn trộm, mục đích là gì? Để đi chơi game. Dạ anh kể trường hợp của anh đi, tự nhiên hỏi Thảo Ly rồi xong rồi anh Hiếu chỉ kể trường hợp của cháu rồi. Ừ thì coi như trường hợp của mình đi. Thì mà khi trộm tiền đi chơi game thì phải giải quyết căn cơ về cái nguồn gốc, đó chính là cái việc chơi game. Dạ. Hoặc là thí dụ như có một cái tình huống anh tư vấn là một đứa trẻ nó học lớp 9 thôi, nhưng mà nó muốn mua xe máy, nhưng mà ba mẹ không cho nên nó ăn trộm 4 triệu rưỡi để đi mua một cái chiếc xe máy cũ. Nó giấu, nó không có cho ba mẹ biết, nó giấu xe máy ở nhà ông ngoại á, mà dặn ông ngoại là đừng có cho ba mẹ con biết. Thì vậy chúng ta phải giải quyết được cái nhu cầu của xe máy đó. Thì như vậy chúng ta có thể giải thích cho con là gì? Con là học lớp 9, nếu như mà con đi xe máy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một là con sẽ bị công an bắt bởi vì con chưa đủ tuổi. Thứ hai, con chưa có bằng lái. Và khi mà bị phạt, con chưa đủ tuổi, con chưa bằng lái, khi bị phạt con biết con bị phạt bao nhiêu triệu đồng không? Bên cạnh đó, thí dụ như mà con đang lớn, tay lái con chưa có vững, thì như vậy khi con té thì con nghĩ xem chuyện gì xảy ra và con sẽ phải tốn biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu sức khỏe và thời gian cho nó nữa. Cho nên là nếu như con đủ 18 tuổi, con đã có bằng lái rồi, và lúc đó thì con đi học nó xa, thí dụ đi học đại học là vậy, thì ba mẹ sẽ mua xe máy cho con. Thì như vậy cho bé biết được rằng cái thời điểm hiện tại là chưa thích hợp để mua cái đó, thì vậy bé nó không có cái nhu cầu đó nữa. Thì đó là cái việc thứ nhất chúng ta cần làm. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta răn đe cái hành vi gọi là hành vi trộm tiền. Và sau khi mà bé trộm tiền thì chúng ta phải có hình thức nào đó phạt, để mà bé biết được rằng hành vi đó là sai và lần sau bé không dám làm nữa. Nhưng mà chị anh có một cái cách giáo dục con không có trộm tiền khá là hay, là gì? Chị anh lúc tôi còn nhỏ để tiền trong nhà, để trong cái rổ này nè, ví dụ như là đi chợ về hoặc là đi mua bán gì đó về để tiền trong đó, để trong cái khay đó. Yeah. Và quan sát xem con mình có lấy hay không, và để ngay trước mắt nữa, giống như mèo thấy mỡ gì đó. Tập cho con là gì? Mèo thấy mỡ nhưng không được ăn mỡ, để mà con sau này thấy mỡ thì nó sẽ không có nổi lòng tham lên. Như vậy để tiền ngay trước mắt thì quan sát thấy nó không có ăn trộm, không có ăn cắp, không có lấy tiền gì cả, thì như vậy giả vờ sơ hở để coi con mình nó có cái hành vi đó hay không. Còn trường hợp nếu như con mình mà có lấy, mình biết con mình lấy, thì lúc đó mới bắt đầu là dạy con về cái cách là gì. Khi con có nhu cầu thì làm sao để con thỏa mãn nhu cầu, con hãy hỏi bố mẹ: mẹ ơi con muốn mua cái con robot này, hoặc bố ơi con muốn mua cái xe đạp này, bố mẹ có thể mua giùm con được không? Thì nếu như bố mẹ thấy hợp lý, bố mẹ sẽ mua cho con.
còn cái gì chưa hợp lý thì mình sẽ không mua. Nó thì như vậy dạy cho trẻ cái cách để có thể thỏa mãn nhu cầu, và dạy cho trẻ biết rằng có những nhu cầu mình cũng không thể thỏa mãn được. 10 nhu cầu thì chỉ thỏa mãn được khoảng chừng 3-4-5 nhu cầu gì đó thôi, chứ không phải là được 100% hết. Và khi con ăn trộm thì từ nay về sau ba mẹ sẽ không bao giờ tin tưởng con nữa. Con có muốn ba mẹ từ nay về sau không bao giờ tin tưởng con không? À, thì như vậy chỉ còn một lần ăn trộm là sẽ không bao giờ tin tưởng nữa. Nhưng thôi, lần này ba mẹ bỏ qua, có lần hai là sẽ không tin tưởng con bây giờ và mãi mãi. À, thì như vậy chúng ta giáo dục mình bằng ý thức luôn, vì cả hành vi vì lẫn ý thức. Thì Thảo Liên nghĩ là chắc là cũng một phần là lý do từ gia đình. Giả sử như là với những gia đình mà họ quá chứng tỏ là cha mẹ quá nhiều tiền, và con cái cảm thấy là gia đình người ta với một cái mức là trung bình khá thôi, con cái được cái này cái kia, còn bản thân ba mẹ mình khi nào cũng dư giả, khi nào cũng có tiền, tiêu xài thì quá tráng, nhưng bản thân con cảm thấy là những nhu cầu bình thường của con không được đáp ứng. Vậy theo anh là nếu như gặp trường hợp như vậy thì cha mẹ nên cư xử như thế nào và phải lưu ý những gì để tránh tình trạng là con cứ rơi vào trạng thái là cứ thấy thiếu thốn và trộm cắp tiền ba mẹ? Có một cách rất đơn giản thôi, đó chính là hãy thường xuyên hỏi con có thiếu gì không? Con có muốn mua gì không? Để khi con có nhu cầu thì con sẽ nói ra. Và khi nói ra rồi thì chúng ta biết trẻ đang cần cái gì để chúng ta phân ra thành hai hướng. Hướng một là ok, ba mẹ có thể mua được. Hướng hai là cái này thì chưa mua được. Và với cái hướng hai thì ngoài ra còn cái hướng thứ ba nữa là gì? Hướng hai là thôi, hiện tại thì chưa mua được, nhưng mà để khoảng chừng ngày tháng năm này thì ba mẹ mới có thể mua được. Hướng thứ ba, cái này không hợp lý lắm cho nên cái này sẽ không. Thì như vậy chúng ta hỏi đứa trẻ con cần gì không, lúc này con có muốn mua gì không, con đi học con có thiếu gì không, con có thích cái gì mà con đang muốn mua không. Thường xuyên hỏi thì chúng ta lôi được nhu cầu bên trong trẻ ra, thì lúc đó là chúng ta có thể là đưa vào một trong ba nhánh đó, một trong ba phương án đó, mua, trì hoãn hoặc là từ chối. Thì như vậy lúc đó thì tôi nghĩ rằng cái nhu cầu của đứa trẻ nó đều được thể hiện rồi, nó đều được cha mẹ giải thích rồi, đã thông rồi, thì trẻ sẽ không có một cái nhu cầu đi ăn cắp tiền để mà thỏa mãn nhu cầu của mình nữa. Thì cái việc đó nó cũng rất là dễ làm thôi, và cha mẹ nào mà thường xuyên hỏi con câu đó thì con nó sẽ ít cái việc mà giấu một cái nhu cầu đó bên trong để mà đi thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Bên cạnh đó cha mẹ cũng nên dạy con cách sử dụng tiền. Ví dụ như tiền bây giờ lì xì Tết nè, hoặc là tiền được ông bà cho, con bây giờ con để ba cái lọ này đi, để vô tiền trong lọ đi, lọ này là lọ để mua sách nè, lọ này mua đồ chơi nè, còn lọ này là để dành ví dụ như hiếu hỉ ông bà hay là sinh nhật bạn bè gì đó. Thì như vậy con để tiền vào trong lọ đi, thì dạy cho trẻ biết rằng trẻ muốn mua đồ chơi thì trẻ phải để dành tiền vô trong cái lọ đồ chơi. Trẻ muốn mua sách, trẻ muốn đi học thì để dành tiền vô đây. Trẻ muốn hiếu hỉ thì trẻ phải để dành tiền vô trong cái lọ này. Thì dạy trẻ rằng là để mua cái gì đó thì con phải để dành. Thì như vậy tập cái thói quen đó thì sẽ thay cho cái thói quen đi ăn cắp kia. Thì như vậy nó cũng xuất phát từ cái giáo dục trong gia đình của chúng ta cho trẻ từ lúc nhỏ. Như anh nói là hình thành từ cái việc giáo dục trong gia đình, thì Thảo Ly nghĩ là một đứa trẻ mà biết cách trộm cắp tài sản của người khác, ở đây là cha mẹ đi, thì ít ra là bé này trong cái quá trình bé phát triển, bé phải từng nhìn thấy hoặc là biết hoặc là nghe về một cái trường hợp trộm cắp nào đó. Thì theo anh là cha mẹ nên làm gương như thế nào? Theo anh dự đoán và thông qua kinh nghiệm thực tế, thì những ông bố bà mẹ nào mà quá quan trọng chuyện tiền bạc, hoặc là hay có những hành động giống như Thảo Ly mô tả, không có trung thực về tiền bạc, thì con cái cũng rất dễ học hỏi cái hành vi đó. Ví dụ như là anh có tư vấn một trường hợp là ông bố thì ông ấy buôn bán máy vi tính, và khi mà buôn bán máy vi tính thì ông thường hay kê giá lên cũng khá là cao, rồi ông lại mua máy cũ về, ông nói là máy mới này v.v. Nói chung là có một cái phần là lừa khách hàng. Thì vậy đứa con cũng nói dối để nó có tiền. Nó lừa là gì à? Con đi học thêm. Nhưng mà thực ra không có đi học thêm. Và như vậy thì thay vì cái thời gian đi học thêm đó, thì lấy cái tiền đóng học phí đó để đi chơi. Thì vậy có nghĩa là bắt chước cái việc nói dối để có một cái món tiền. Hoặc chẳng hạn như có một cái trường hợp là trong gia đình thì bố mẹ hay cãi nhau về chuyện tiền bạc, và cứ đem chuyện tiền bạc ra cãi nhau lắm. Và đứa con, tôi thấy cả hai đứa con trong gia đình đó đều rất quan trọng chuyện tiền bạc. Thậm chí đám cưới nó còn phải, nó đòi ba mẹ nó phải cho tiền. Rồi cái chuyện câu chuyện mà mua cái xe máy, mà lén mua xe máy là trong cái gia đình đấy, là hai ông bố hay bà mẹ rất hay tranh cãi với nhau chuyện tiền bạc, và hai người đã ly dị với nhau về chuyện tài chính. Cho nên cả hai đứa con đều rất quan trọng chuyện tiền bạc. Và khi mà cái người mẹ này có một cái gia đình kế, tức là đi bước nữa, thì đứa con đầu đã quay trở lại và cấm không cho mẹ đi bước nữa, chỉ đi bước nữa với điều kiện phải chia hết tài sản cho con thì mới được phép đi bước nữa. Nó rất quan trọng về chuyện tiền bạc.
Bởi thế cho nên là từ cách ứng xử của bố mẹ, đúng như Thảo Ly nói, là nó sẽ nhập tâm vào trong cái tâm trí của đứa trẻ. Hành vi của bố mẹ sẽ trở thành hành vi của đứa trẻ. Những ví dụ rất là cụ thể ạ. Và thưa quý vị, rõ ràng nền tảng giáo dục từ gia đình rất là quan trọng. Và Thảo Ly cũng đã từng nghe cái câu nói, một bước chân thì không làm nên lối đi, một cái ý tưởng thì không làm nên nếp nghĩ. Muốn tạo ra con đường thì chúng ta phải thường xuyên đi tới, đi lui, rồi tạo ra một cái nếp nghĩ, một tinh thần sâu sắc thì chúng ta phải thường xuyên nghĩ về nó. Và muốn dạy cho con trẻ hình thành một cái nhân cách tốt thì bản thân là cha mẹ cũng phải thường xuyên nhắc nhở con, quan tâm và định hướng cho con. Có như vậy con cũng sẽ trở nên trung thực hơn và đặc biệt là tôn trọng tài sản của người khác. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thảo Ly. Và xin chúc quý vị sẽ thứ nhất là không quá xem trọng cái vai trò của đồng tiền để chúng ta có thể giáo dục con có những giá trị khác quan trọng hơn. Lòng tin quan trọng hơn, tình cảm quan trọng hơn là những cái đồng tiền mà chúng ta trọng cấp. Thứ hai nữa là xin chúc quý vị sẽ có những thời gian để thường xuyên hỏi con của mình xem con có nhu cầu gì không, để chúng ta có thể lý giải và đáp cho con, cũng như thỏa mãn cái nhu cầu chính đáng của con một cách kịp thời. Và thứ ba nữa là hãy dạy con cách sử dụng tiền, cách kiểm soát đồng tiền, cách để dành tiền để có thể đáp ứng được những nhu cầu của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.